Hi, xin chào các bạn, chúng ta đang đứng chờ ngắm pháo bông nha, đón Tết canh tí 2020 các bạn. Bữa đó đã bắt đầu nha, đây giờ là 0 giờ Tết canh tí 2020 nha các bạn. Rất là đẹp nha, chúng ta đang đứng ở ngay cầu gần với Landmark 81 tầng. Đây, các bạn sẽ thấy được bắn từ tòa nhà lên mắt 81 tầng nha các bạn. Rất là nhiều các cặp tình nhân đang check in ngay lúc này, selfie, chụp hình với nhau. Khung cảnh rất là vui. Xa xa cũng có chụp nữa. Nước ở đây thì khá là tốt. Đúng không Lucky? Em muốn ngó Lucky không? Chắc là không đâu. Tuyệt vời nha các bạn. Chúc các bạn một năm mới thật là nhiều niềm vui, nhiều thành công, vạn sự như ý nha các bạn. Một view khá là đẹp kế bên tòa nhà 81 tầng. Tiếng pháo bông nghe vui tai chứ nhỉ. Phát hiện về điểm bắn từ dưới lên. Đó là bắn pháo hoa tầm thấp nha, mà có tầm cao ở trên nữa. Hai vòng. Wow. Sẽ thử chế độ zoom lại nha. Như là người ta đứng coi gần kẹt chân cầu luôn rồi. Thôi, mọi người cùng đứng lại khoảng 15 phút để coi bắn pháo hoa đi nghe. Không nên vội vã ngày Tết. Nhà bạn nào mở ngay 81 tầng quá đã rồi. Cứ đứng ở ban công ngó thôi. Lucky. Lucky cũng đi coi pháo bắn pháo hồng nữa nha các bạn. Phát hiện có một bạn đi coi pháo hồng cũng mang chó theo chống mình nè. Điều gì đó là Happy Chinese điều gì chứ, Tết này Tết Trung Quốc mà không là Tết Việt Nam. Wow, bắt đầu có hình đẹp hơn khá rồi đấy. Wow, thank you.
Wow. Đứng đây không khí hơi lạnh nha các bạn. Gió thổi lồng lộng luôn. Wow, này bắt đầu mới thấy đẹp đấy. Clip này đang được quay với một cái điện thoại smartphone Note 9 nha các bạn. Hy vọng nó sẽ bắt nét được tốt. Tất nhiên sẽ không bằng các điện thoại mới hơn như S10, S10 cộng, Note 10, Note 10 Plus. Nhưng những khoảnh khắc của Note 9 quay vẫn tốt. Mình cảm nhận nó vẫn đẹp. Tòa nhà Landmark nó đã tắt bớt đèn á để không ảnh hưởng đến cái việc bắn pháo bông, chứ bình thường cái tòa nhà 81 tầng này sẽ mở đèn rất là nhiều nha các bạn, nó có khi nó chạy đủ các màu luôn. Nhìn thẳng thì cái tòa nhà như một bầu trời sao, có thêm pháo bông nữa. Wow, các bạn có thấy hình nhỏ nhỏ không? Đây là pháo bông nhỏ nhỏ dễ thương lắm nè. Đấy, hình trái tim đấy các bạn. Ok. Wow, đổ được chi. Đi các bạn. Đó một loại phong mới. Wow. Bầu trời phong rất là đẹp nha các bạn. Các bạn nào không thể coi được thì mình có quay lại cho các bạn xem nhé. Nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Vé Shop luôn nha các bạn. Ừ.
khoảng 10 phút chơi qua nha các bạn. Mình sẽ xem đủ hết 15 phút bắn form luôn. Đã quay phải quay full clip nha. Thấy kỳ lạ 5 con. Này nó liền như mặc áo cũng đẹp lắm nha các bạn. Tiếng pháo nghe thật là vui tai không các bạn. Cả một vùng trời luôn chứ các bạn. Lucky chắc không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cứ thấy đứng chờ ở đây. Không Lucky. 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 Thôi em được cái gái. Dạ được. Điện gái. Dạ thôi thôi no. Sao vậy? Em sợ. Này tới mùa. À nó sung lắm mà. Con em lớn chưa? Mới 6 tháng à. À con cả năm rồi mà chưa thấy đẻ nữa. Đẻ cũng chưa có phối mà cũng không thấy nó đòi nữa. Bữa mang qua nhà bạn nó mà không có thấy phối gì trơn. Chưa thấy cho phối. Chó giống anh luôn các bạn. Chụp hình nha. Ok, đó là hôm nay hết rồi. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, bình an.
nhiều món bạn sự nhớ nha các bạn. Bye bye.